Thưa quý vị, theo báo cáo nghiên cứu thị trường cho Việt Nam, cơ hội và rào cản đối với tuần hoàn nhựa do Công ty Tài chính Quốc tế IFC và Ngân hàng Thế giới vừa công bố, mỗi năm khoảng 3,9 triệu tấn nhựa được tiêu thụ tại Việt Nam. Trong số này chỉ 1,28 triệu tấn tương đương 33% được thu gom tái chế. Từ thực trạng này đã và đang có tới 2,62 triệu tấn nhựa bị thải bỏ, dẫn đến mất 75% giá trị vật liệu của nhựa, tương đương gần 3 tỷ đô la mỗi năm. Nghiên cứu đã đề xuất 8 giải pháp và 29 hành động để Việt Nam giải phóng thêm giá trị vật liệu thông qua tái chế nhựa. Một số khuyến nghị đáng chú ý như mở rộng quy mô ngành công nghiệp tái chế nội địa bằng cách cải thiện môi trường thuận lợi cho đầu tư của khu vực tư nhân, tăng cường năng lực quản lý rác thải, thiết lập mục tiêu về hàm lượng tái chế đối với các sản phẩm phổ biến đến tay người sử dụng, yêu cầu bắt buộc phải thực hiện các tiêu chuẩn thiết kế để tái chế đối với các sản phẩm nhựa, đặc biệt đối với bao bì.